Một lần thầy Kiên mua một món hàng với giá 837.500 đồng. Thầy Kiên đưa bác bán hàng 1 triệu đồng và được bác ấy trả lại tiền như sau. Đầu tiên bác ấy trả lại 100.000 để được 900.000. Tiếp theo bác ấy trả lại 60.000 để được 90.000. Rồi bác ấy trả lại 2.000 để được 9.000. Và cuối cùng bác ấy trả lại 500 đồng để được tròn 1 triệu. Áp dụng cách tính của người bán hàng, ta có thể tính nhầm phép tính 2 triệu trừ đi con số này như sau. 1.700.000 cần cộng thêm 200.000 để được 1.900.000. 50.000 cần bù thêm 40.000 để thành 9. 9.000 không cần bù. 300 cần bù thêm 600 để thành 900. 40 cần bù thêm 50 để thành 90. Và chữ số cuối cùng 6 cần bù thêm 4 để được 10. Và đây chính là kết quả của phép toán. Bạn hãy thử tính nhầm xem kết quả phép tính 10 triệu trừ đi 876.5432 bằng bao nhiêu. Comment kết quả ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.